Rồi, Thắng xin kính chào anh chị khách hàng nha. Hôm nay thì Thắng mang đến cho anh chị một chiếc xe rất là đẹp luôn anh chị. Đi có 39.000 cây số thôi. Một chiếc sedan. Chiếc sedan lái rất là hay luôn. Chiếc này là Toyota Corolla Altis bản 1.8G sản xuất năm 2019 nha anh chị. Đi được có 39.000 cây số thôi. Màu ngoại thất là màu bạc. Xe này là hồi xưa là khách hàng mua xe cũ bên Thắng. Mua lúc đó đi được khoảng 30-30 mấy ngàn cây á. Xong rồi cũng ít đi quá cho nên là hôm nay bán lại thì bên Thắng đã hỗ trợ thu lại nha. Thì tiếp tục về kiểm tra chất lượng, làm đẹp xong rồi thì chào bán nha. Những chiếc xe mà khách hàng quay đầu thì bên Thắng cũng vẫn phải làm những cái quy trình chung của xe cũ để đảm bảo nó an toàn anh chị. Kiểm tra 176 rồi lấy thử, rồi làm đồng sơn những chỗ chầy xước, rồi làm đẹp Marukuri để đảm bảo một chiếc xe nó sạch sẽ và an toàn cho anh chị. Thì hôm nay thì Thắng đi tổng quát về xe nha. Xe bản 1.8G thì cái bộ mâm nó mâm mới nè anh chị. Đó. Phía sau nè. Dòng này thì lái hay, tiết kiệm nhiên liệu và bên trong rất là rộng rãi nha. Đi rất là êm luôn. Tại vì Thắng cũng có cơ hội trải nghiệm rồi. Sau lưng thì có hai cảm biến nè anh chị. Hai cảm biến gốc nè. 1.8G đèn. Về lớp nè. Lớp zin theo xe luôn anh chị. Đây 29 nè. Đây lớp 29 lớp zin. 39.000 cây thì anh chị đi khoảng độ thêm 20.000 cây nữa chúng ta thay là vừa nha. Xe này thì coi mâm của nó là mâm 17 inch anh chị. Chạy xước nè, những cửa này chạy xước là bên Thắng sẽ sơn lại nè. Tay nắm cửa thì tháo bỏ luôn tại cũng cũ rồi. Đăng kiểm đường bộ thì còn xa nha. Tháng 7 2025 tại vì lúc trước mà bên Thắng bán cái xe này cho khách hàng á là đã đăng kiểm với đường bộ mới cho nên là bây giờ nó còn rất là xa nè. Xe màu bạc nha. Đèn mọi thứ rất là đẹp anh chị. Rồi chúng ta vô trong coi cái nội thất. Nội thất thì cũng lên rất là nhiều đồ luôn. Đây. Xe được lên cái đầu Android, tích hợp cam hành trình phía trên. Hộp số nè. Rồi có rule control nha. Đề start up. Vô lăng phím chữ. Cân bằng điện tử, gương chỉnh điện. Rồi ghế chỉnh điện luôn. Xe sản xuất 2019. Bên trên thì cũng được khách hàng bọc lại cái trần 5D. Tại vì xe gia đình á, cho nên hầu như những khách hàng mua về thường hay trao chuốt cái xe lắm anh chị. Vô đủ đồ luôn, sàn là sàn 3D nè. Rồi bên trên cũng trần 5D nè. Ghế là ghế zin nha. Cái ghế nhìn nó hơi nhăn nhăn vậy thôi anh chị, chứ cái chất liệu nó rất là tốt. Chất liệu tốt nha. Nhìn nó nhăn nhăn nó cũ vậy thôi nhưng mà ngồi nó thoải mái và êm lắm anh chị. Và chiếc xe này thì bên Thắng sẽ chào bán mức giá là 558 triệu nha. Altis 1.8G 2019. Xe đi được 39.000 cây số thôi. Xe này thì có hỗ trợ trả góp ngân hàng được 3 năm nha, hỗ trợ là toàn quốc luôn. Anh chị trả trước là 30% thôi. Còn anh chị nào đang có nhu cầu thì cứ lên coi xe thực tế đi để chúng ta cảm nhận được cái chất thực tế đó nè. Rồi chúng ta lái thử luôn anh chị, lái thử ra ngoài đường chúng ta cảm nhận. Rồi khi nào mà anh chị cảm thấy mọi thứ nó hài lòng hết á thì chúng ta lựa chọn nha, để đảm bảo rằng anh chị sẽ lựa chọn được một chiếc xe nó phù hợp nhất và nó gắn bó lâu dài. Rồi anh chị cần Thắng tư vấn gì về mẫu xe Altis này thì cứ gọi cho Thắng qua số điện thoại trên màn hình nha. Xin chào và hẹn gặp lại anh chị ở những video lần sau nha.